Thần tài gõ cửa, ba con giáp đang khổ ngập đầu, bỗng nhận lộc bể trên, trúng số trăm tỷ, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, duy nhất trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024. Vâng, thưa quý vị, nếu biết cuộc đời là chuỗi những cái ngày mưu sinh vất vả, thì có lẽ chúng ta cũng đã chẳng cần đến với cái thế giới này, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn lại xã hội hiện nay khi mà cái sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Dù chúng ta có làm việc quần quật cả ngày cả đêm, kiếm từng đồng tiền, mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập một cách là không thương tiếc. Đã vậy thì vẫn còn bị anh em xa lánh, họ hàng, hàng xóm thì coi khinh. Cuộc sống quá đỗi vất vả khiến chúng ta phải vay mượn để sống qua ngày đoạn tháng. Thì nay lại phải oằn mình gánh thêm cái nợ nần chồng chất. Việc làm thì mất hết, tiền đâu mà trả nợ. Thưa quý vị, đến đây thì đôi khi những con giáp này cũng chỉ biết là nuốt nước mắt vào trong. Và đôi khi cũng than thân trách phận, sao một cuộc đời lại bất công với chúng ta quá vậy. Tuy nhiên, đang cơn bĩ cực thì ba con giáp này bất ngờ được thần tài tìm đến, ban cho lộc trúng số độc đắc liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Đúng 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024, phúc tinh lộc tinh nó hội tụ giúp cho ba con giáp này rửa sạch những cái vận xui của cuộc đời. Từ đó cuộc sống sẽ bước sang một cái trang mới, đánh đâu thì thắng đấy, ôm tiền tỷ nhét chật két, xây nhà tậu xe, nắm trong tay cái khối tài sản khổng lồ khiến cả cho thiên hạ phải nghiêng mình mà ngưỡng mộ. Vậy đó là những con giáp nào và tại sao may mắn sẽ đến với những con giáp này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải chi tiết của Từ Thông trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi theo dõi video, quý vị đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video hay nhất, mới nhất từ Từ Thông. Từ Thông cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi mà quý vị khúc mắc để đặt ở cái comment bình luận. Và sau đây Từ Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp may mắn nhất trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão được cục diện là dần Mão Thìn ở tam hội trong 10 ngày cuối tháng, đặc biệt khi mà cái vận khí nó đang hanh thông ấy. Và trong thời gian này thì trời xanh cũng an bài. Đấy. Những người tuổi Mão có tính tình quyết đoán nhanh nhẹn nhưng mà không thích chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với những người khác. Tuổi Mão rất giỏi văn nghệ, thể thao, ca hát. Họ đi đến đâu thì cũng thường để lại những cái ấn tượng sâu sắc với những người khác. Với cái sự vui vẻ hài hước khiến cho mệnh chủ những người tuổi Mão ấy có nhiều cái mối quan hệ xã giao đáng tin cậy. Và những người tuổi Mão là một trong số những con giáp giàu sang phú quý trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Những người tuổi Mão sẽ hoàn toàn lột xác chính nhờ cái việc biết tận dụng cái lợi thế sẵn có của mình. Nói chung ấy, tử vi cuối tháng 1 âm lịch cũng cho thấy cuộc sống của các bạn sẽ diễn ra êm đềm, dễ chịu. Thế nhưng đừng vì vậy mà sớm hài lòng. Ngoài ra ấy, thì các bạn nên chia sẻ cái vận may của mình cho những cái người gặp khó khăn hơn trong thời gian này. Thêm nữa, trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch thì được cát tinh nó nhập mệnh, những người tuổi Mão dần dần thoát khỏi cái vòng kìm kẹp của cái hung tinh, dễ dàng cải thiện cái vận mệnh của mình, nhất là về cái vận trình sự nghiệp và tài lộc. May mắn đến với các bạn cũng nhờ là các bạn luôn tin tưởng rằng những cái nỗ lực của mình bỏ ra ấy, rồi có ngày sẽ được đền đáp xứng đáng và hưởng cái thành quả ngọt ngào. Vì vậy những lời nói ra nói vào cũng không làm lung lay ý chí của những người tuổi Mão. Trong thời gian này thì cũng được nguyệt lệnh ủng hộ, đâm ra là gì, cho thấy những người tuổi Mão khá là vui vẻ, hòa đồng và thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Dù là việc gì thì các bạn cũng cần phải củng cố làm bằng cái tâm của mình, suy nghĩ thấu đáo và làm việc một cách chỉn chu. Nhờ đó mà cái hiệu quả công việc nó cũng được tăng lên đáng kể. Thì ngoài ra ấy, các bạn cũng được đồng nghiệp quý mến. Đấy, do là gì? Được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó hội tụ. Lại thêm được cục diện tam hội dần Mão Thìn nó giúp đỡ nữa. Nên là trong thời gian này thì dự báo bản mệnh có cơ hội phát tài. Quý vị hãy cố gắng nắm bắt đến cái cơ hội tốt đang đến để có thể gia tăng thêm cái tài sản cho mình trong cái thời điểm khó khăn này. Cái sự tôn trọng
chắc chắn và cái thái độ làm việc tới nơi tới chốn ấy đã làm nên cái thương hiệu của những người tuổi Mão. Chẳng việc gì phải khoa tay múa chân, con giáp này vẫn chỉ hoàn thành tốt gọn gàng cái công việc của mình. Nhờ cái năng lực của mình ấy, nên là gì trong thời gian này những người tuổi Mão thì cũng không cần phải lo lắng và cái tiếng lành thì đồn xa, ngày càng tạo dựng được cái địa vị của những người tuổi Mão trong xã hội. Không chỉ thành công giữ cái vị trí trọng yếu ở cái nơi làm việc mà những người tuổi Mão còn gì đầu tư kinh doanh bên ngoài và có những cái thành công lớn, thu nhập cả chính và phụ thì đều tăng cao, muốn nghèo cũng khó. Trong thời gian này thì nói chung ấy lại được gì tài vận nó hanh thông đấy, tài lộc nó ùn ùn kéo đến. Vậy nên những cái cố gắng, những cái nỗ lực trước đó của những người tuổi Mão cũng đã đạt được những cái thành công mỹ mãn. Có thể nói mọi thành công và cái sung túc lúc này là hoa thơm cháy ngọt mà bản mệnh những người tuổi Mão xứng đáng nhận được. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì về phương diện sức khỏe của những người tuổi Mão thì có thể thấy vì ham mê làm việc quá mà các bạn có xu hướng bỏ bê cái bản thân. Nói chung ý, trong thời gian này thì nó cũng có một vài cái điểm báo về tai nạn bất ngờ. Do đó các bạn cũng cần phải cẩn trọng trong công việc. Khi xuất hành đi xa ý, phải lưu ý ưu tiên cái an toàn lên hàng đầu. Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần các bạn biết nắm bắt lấy cái cơ hội để có thể nói cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là những cái chuỗi ngày huy hoàng và rực rỡ nhất trong cuộc đời đối với những người tuổi Mão. Thưa quý vị, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Thưa quý vị, vậy thì trong 10 ngày cuối tháng riêng những người tuổi Mão tuổi nào sẽ là may mắn nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng xét. Đầu tiên chúng ta xét về cái vận trình những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Với những người mà sinh năm 1963 Quý Mão, mặc dù khá là khó tính, đôi khi còn khiến cho người khác phải dè chừng vì cái sự bảo thủ. Nhưng đổi lại, những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 lại sở hữu nhiều cái năng lực vượt trội, có tinh thần và trách nhiệm cao. Vì thế mà đôi khi gia chủ cũng sẽ nằm trong cái danh sách những con giáp gan dạ nhất vì gì? Vì những cái điều ưu tú đó. Tuy nhiên, vào càng những ngày cuối tháng thì những người tuổi Mão, đặc biệt là tuổi Quý Mão 1963 ấy, lại càng phát huy được cái năng lực của bản mệnh, có khả năng tìm kiếm được nhiều cái cơ hội để kiếm tiền mới. Theo đó mà cái tài vận của những người tuổi Quý Mão 1963 cũng được tăng tiến một cách bất ngờ. Đúng với cái nói sau cơn mưa trở lại sáng, cái vận khí cắt lành của bản mệnh cũng sẽ được gì phục hồi vào 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024. Những cái rắc rối trong công việc cũng dần dần được giải quyết và vẫn đang dần dần được xóa bỏ. Đó. Nhiều cơ hội đến sẽ giúp cho những người tuổi Quý Mão kiếm được bội tiền và dễ thở hơn. Khi mà các vấn đề tài chính của các bạn được giải quyết êm đẹp ấy, thì khả năng cao các bạn sẽ chuyển sang một cái công việc mới hoặc là gì có thêm một cái nghề tay trái để kiếm thêm cái thu nhập cho mình. Nhìn chung ấy, với cái sự thông minh và cái sự khéo léo, chỉ cần nỗ lực hết mình thì con giáp này sẽ sớm được đền đáp, không phải lo toan đến cái vấn đề tiền bạc. Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng gì không được lơ là về mặt sức khỏe của mình. Nói chung trong thời gian này vẫn còn nhiều cái hung tinh nó kéo đến, nó khiến cho bản mệnh trở nên cáu gắt, nhất là trong cái công việc, do rất dễ bị sờ chép, gây mất ngủ hoặc là khó chịu trong người. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải gì lưu ý về cái sức khỏe cũng như là về cái công việc của mình nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Quý Mão 1963. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Nói chung ấy, trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn thì nó cho thấy những người tuổi Ất Mão được mệnh danh là một trong những con giáp khôn ngoan, khéo léo nhất. Bản mệnh thường dành nhiều cái thời gian suy nghĩ, tính toán và lập cái kế hoạch cho những cái công việc cụ thể của mình.
Thêm nữa, mệnh chủ sinh năm 1975 ấy, thì hay lo toan, thích chiêm nghiệm và khao khát học hỏi những điều mới. Vậy nên, trước mỗi khó khăn hay là sóng gió của cuộc đời ấy, thì con giáp này luôn giữ được cái sự bình tĩnh, điềm đạm đến không ngờ đó. Dù có thất bại thì họ cũng không nản lòng mà vẫn kiên trì tiến lên. Nói chung ấy, trong cái thời gian tới đây ấy, thì do ảnh hưởng của nhiều cái yếu tố nhưng mà đa phần là khách quan, tình hình khó khăn do cái thời cuộc nó mang lại, nên là cái tài chính của những người ở tuổi Ất Mão ấy, đôi khi nó có phần giảm sút một chút, các chi phí gia tăng liên tục đấy, khiến cho gì cái mức thu nhập của quý vị đôi khi cũng gặp bế tắc. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm nhé, càng về cuối tháng, đặc biệt là trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch, thì cái vận khí nó gia tăng mạnh mẽ nhờ được nhiều cái cát tinh nó quy tụ, nó soi chiếu, mà cái sự nghiệp của những người tuổi Ất Mão 1975 nói chung nó cũng được khởi sắc, công việc thì trôi chảy hơn trước rất là nhiều. Vì thế, nhiều cái cơ hội kiếm tiền, làm giàu nó cũng được mở rộng. Thêm nữa, lại được tài tinh nó cao chiếu, nó mang đến nhiều cái lợi lộc cho những người tuổi Ất Mão trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch này. Nhờ đó mà các bạn cũng có được cái cơ hội gặt hái được những cái lợi ích tối đa sau một quãng thời gian tăng trưởng chậm trước đó. Nói chung ấy, thời gian này thì quý vị sẽ gặp nhiều cái may mắn, tài lộc và có được một cái cuộc sống khá là gì, trọn vẹn hạnh phúc. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ấy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thính vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Tiếp theo chúng ta xét tuổi thứ 3 là tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Quý vị thân mến, những người tuổi Đinh Mão vừa khéo léo lại vừa nhanh nhẹn, lại tài năng khi mà xác định được mục tiêu. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức để đạt được nó chứ không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Nói chung con giáp này có vẻ bề ngoài ung dung, tự tại vậy thôi, nhưng mà bên trong lại chất chứa nhiều cái lo toan, nhiều cái suy tính và cái ý chí tự lập mạnh mẽ. Khi mà gặp khó khăn ấy, thì họ muốn tự mình giải quyết mọi việc thay vì phải nhờ vào những người khác. Nói chung ấy, trong thời gian từ trước đầu, trong khoảng thời gian đầu tháng ấy, đầu tháng 1 ấy, thì do cái sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nhiều cái hung tinh, khiến cho cái vận trình của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 ấy, gặp khá nhiều cái khó khăn, cái trắc trở và có nhiều cái chuyển biến gọi là tiêu cực. Nhưng trong 7 ngày cuối tháng là cái thời điểm vàng đấy, và có nhiều cái sao tốt nó chiếu mệnh, nó mang lại cái vận quý nhân, mang lại cái vận tài lộc vượng hơn trước đó rất là nhiều. Sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mão thì nhanh chóng thăng tiến, được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Những người tuổi này có thêm cái cơ hội để phát huy cái tài năng của mình trong kinh doanh, trong buôn bán. Mệnh chủ cũng sẽ kiếm được nhiều cái cơ hội mới đó. Những người làm công ăn lương thì có được cái công việc ổn định, mang về cái nguồn tài chính dồi dào cho công việc, thu nhập không ngừng tăng lên từ nhiều nguồn khác nhau, chính có, phụ có, đầu tư kinh doanh có đó, không lo thiếu cái tài nguyên. Thêm nữa lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nên là càng tăng thêm cái phần phúc lộc cho những người tuổi Đinh Mão 1987. Hứa hẹn vợ chồng có nhiều cái tin vui về cái chuyện con cái và cũng mang lại nhiều cái phúc đức đó. Trong gia đình thì tình cảm hài hòa, nói chung cuộc sống khá là viên mãn hạnh phúc. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Đinh Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, tiếp theo trong 7 ngày cuối tháng riêng âm lịch thì con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Năm 2023 thì được cục diện Mão Tuất nhị hợp đúng không ạ? Bước sang tháng riêng thì được cục diện là gì? Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Đó. Nói chung ấy, như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Tuất là những người trông rất nhỏ nhưng lại gì? Toát lên một cái vẻ cực kỳ thông minh lanh lợi, lại giỏi giao tiếp xã hội, lời lẽ thì sắc sảo.
họ có thể xoay chuyển từ cục diện bại thành thắng một cách là ngoạn mục, rất dễ thích nghi với mọi cái hoàn cảnh, và cho dù có rơi vào cùng cực khó khăn thì họ cũng sẽ tìm ra được cái lối đi riêng cho mình. Những người tuổi Tuất thì họ được trời phú cho cái khả năng ăn nói, nên là cái vị trí của họ trong công ty là vô cùng quan trọng. Thậm chí có người còn liên tục được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn trong thời gian tới. Không chỉ cái sự nghiệp nó vươn lên đỉnh cao, mà cái tình duyên của những người tuổi Tuất cũng được cục diện nhị hợp nó mang lại, nó sẽ giúp cho quý vị có được một những cái may mắn nhất định đó. Trong thời gian này các bạn đã làm tròn trách nhiệm của một người làm chủ gia đình, lo toan vun vén cho cả nhà, ai nhìn vào cũng gì phải khen ngợi không ngớt. Thưa quý vị, trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024 cho thấy đây cũng sẽ là cái giai đoạn bứt phá ổn định của những người tuổi Tuất. Các bạn gì tăng tiến rất là nhanh, nhất là về con đường tài lộc. Trong thời gian tới thì những người tuổi Tuất sẽ gặp được những cái quý nhân trợ mệnh đó, và nhiều các cát tinh nó soi chiếu, ví như là gì, cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Vậy nên dù cho các bạn hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì các bạn cũng gì cần phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ những cái cơ hội mà số mệnh ban tặng cho các bạn. Bởi cái may mắn nó không đến với những người chỉ biết ngồi im chờ đợi, đúng không ạ? Những người tuổi Tuất vốn là những người mà có bản chất điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan, rộng lượng. Con giáp này luôn biết cách ứng nhân xử thế, nhưng mà nội tâm lại vô cùng là mạnh mẽ. Chính những cái ưu điểm này đã giúp các bạn thu hút được nhiều cái vận quý nhân tới trợ giúp trong công việc. Những người tuổi Tuất cũng được cấp trên, cũng được đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được những cái hiệu suất cao nên dễ được gì tăng lương, tăng thưởng. Lộc lá thì đẩy tay, công danh thì cũng từ đó mà được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành tựu lớn đáng kể, khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ. Nói chung ấy, nhân cái dịp 7 ngày cuối tháng, nhân cái dịp tốt lành này ấy, thì thời gian này thì quý vị cũng gì khiến cho những người tuổi Tuất mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm nhiều cái cơ hội kiếm tiền cho mình. Nhất là những cái bạn mà đang theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán ấy, dù cũng có một vài cái thời điểm khó khăn do là cái mọi chuyện nó diễn ra không được như ý muốn, thậm chí còn vài người bị nghi ngờ về gì cái con đường mà mình đã chọn. Nhưng thật may mắn vì các bạn không bị mọi người coi thường và xem nhẹ bản thân. Ngược lại, càng thêm dũng cảm, càng bền bỉ, chứng minh mình là gì? Là đúng. Những người tuổi Tuất cứ lặng lẽ âm thầm làm việc, những cái nỗ lực của các bạn đang được củng cố từng ngày. Vì vậy, không có gì là lạ, trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024 là những người tuổi Tuất sẽ gặt hái được những cái thành quả vô cùng là xứng đáng. Công danh, tiền bạc đổ về không ngớt. Ở cái giai đoạn quan trọng này thì bản mệnh cũng dần dần khắc phục được những cái khuyết điểm và những cái thiếu sót của bản thân, tự tin bước trên cái con đường kiếm tiền, vận may cao đến tận mây xanh đó. Bên cạnh đó, sức khỏe của những người tuổi Tuất thì cũng cần phải lưu ý khá nhiều. Các bạn không được lơ là bản thân đó. Quý vị hãy lắng nghe cơ thể mình có các dấu hiệu để điều chỉnh làm sao cho phù hợp. Đừng cho rằng mình vẫn khỏe mà ăn uống thiếu kiểm soát. Nói chung ấy, trong thời gian này cái cát tinh nó ghé thăm đúng lúc, nó cũng sẽ giúp cho bản mệnh chống đỡ lại cái hung tinh mang đến những cái điều xui xẻo. Gặp vấn đề không hay cũng gì có sao tốt nó giải quyết đó. Nếu như con giáp này suy nghĩ tích cực lạc quan, không có gì là phải lo lắng cả. Thưa quý vị, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét về chi tiết từng tuổi Tuất, xem là tuổi nào may mắn nhất, đúng không? Giáp Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất và Nhâm Tuất, xem tuổi nào có cơ hội trúng số đổi đời. Thì tuổi đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 10 ngày cuối tháng 1 âm lịch, nói chung con giáp này có một vài cái hung tinh nó bảo vệ với những người tuổi Mậu Tuất. Tuy nhiên, mệnh chủ được quý nhân tương trợ, hỗ trợ giúp đỡ, nên là gì, bản mệnh rất gì sẽ vượt qua một cách ngoạn mục những cái khó khăn này và gặt hái được những cái thành công lớn trong tương lai. Càng về cuối tháng thì khả năng gặt hái được thành công cũng như là gặp được quý nhân của con giáp này càng cao,
đối phương sẽ xuất hiện đúng lúc. Chỉ cần các bạn đi đúng đường, đúng hướng, đúng đường đi nước bước, vượt qua khó khăn mà không tốn quá nhiều công sức. Nhưng để có được cái kết quả đó thì những người tuổi Mậu Tuất phải vững tin vào con đường mà mình đã chọn. Vận trình tài lộc trong thời gian này thì nói chung cũng được khởi sắc. Nói chung trong thời gian này được cát tinh nó cao chiếu, nó hỗ trợ. Con đường tài lộc thì khá là hanh thông thuận lợi. Nhưng mà quý vị cũng không được chủ quan, bởi cái họa phá tài nó vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu mà các bạn mà có ý định làm ăn kinh doanh thì cũng cần phải tính toán một cách thận trọng hơn. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần phải có kế hoạch tài chính cụ thể để không bị gì lạm chi trong thời gian này. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ấy, thì những cái xung đột có thể xảy ra giữa hai người do cái chuyện con cái. Cuộc sống sẽ khiến cho gia chủ cảm thấy là buồn phiền, không phải cứ yêu hết mình là sẽ được người ta đền đáp lại đâu. Gia chủ còn phải học cả cách ứng xử và biết cương nhu đúng lúc đúng chỗ. Hãy thôi cố chấp, các bạn sẽ hiểu ra cái vấn đề đấy. Mặc dù là được cát tinh đã đem lại nhiều cái điều tích cực trong công việc lẫn sự nghiệp, lẫn cuộc sống của những người tuổi Mậu Tuất, thế nhưng con giáp này cũng nên lưu ý về cái tình hình sức khỏe của mình. Cái việc đau ốm bệnh tật có thể làm gián đoạn cái cuộc sống của những người tuổi Tuất. Thời gian này thì khuyên bản mệnh những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ấy, nên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tham gia vào những câu lạc bộ để giúp đỡ những người xung quanh. Cái sự hỗ trợ của con giáp này cũng gì sẽ được mọi người chú ý. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Thưa quý vị, trong 7 ngày tới thì nói chung con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Canh Tuất cũng khá là thuận lợi khi mà gì có nhiều cái cát tinh nó cao chiếu. Những người tuổi Canh Tuất có thể đạt được những cái bước tiến mới trong cái sự nghiệp. Con giáp này cũng cho thấy rất là tự hào khi mà bản mệnh được tiến đến cái thành công. Lúc này quý vị không những vượt qua được những khó khăn mà còn tìm thấy cái không gian phát triển và cái cơ hội thăng tiến thuận lợi cho mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Canh Tuất cũng khá là vượng đó, nhất là trong 7 ngày cuối tháng trở đi. Được cả gì tài tinh nó cao chiếu, nên là gì nếu con giáp này có ý định đầu tư khai trương mở hàng hoặc là mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh ấy, thì có lẽ đây là cái thời điểm thích hợp để quý vị gì tiến hành, và cái khả năng thành công nó cực kỳ cao. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Canh Tuất thì lại có nhiều biến động. Bản mệnh bận rộn giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong công việc. Nói chung ấy, dù không có nhiều thời gian ở bên nửa kia nhưng mà cũng không quên thăm hỏi, quan tâm đến người ấy từ xa. Nhờ vậy nên là cũng giảm bớt được cái xung đột và quý vị cũng sẽ có được những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên nhau. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Canh Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo thứ ba, chúng ta xét về tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Tuất đang có những cái bước tiến chậm mà chắc trong 7 ngày cuối tháng riêng năm 2024. Mọi chuyện đang chuyển biến theo cái chiều hướng tích cực. Dù chưa thực sự rực rỡ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã khiến cho các bạn an tâm phần nào. Nói chung ấy, trong thời gian này, bản mệnh có cơ hội thể hiện cái tôi của bản thân, được trao cho các cơ hội để phát huy. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là cần phải giữ một cái thái độ khiêm tốn để thể hiện mình là người có trên, có dưới. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều cái thách thức, nhưng mà bản mệnh cũng cần phải luôn kiên trì tới cùng ấy, thì mới mong đạt được cái mục tiêu. Đấy. Quý vị chịu khó đến đâu ấy, chỉ cần là gì không bỏ cuộc, thì sớm muộn cũng tìm được cái đường đi nước bước, phá vỡ những cái bế tắc đó. Thêm nữa, trong thời gian này thì được gì tài tinh nó cao chiếu, nó đảm bảo cho cái nguồn thu nhập của các bạn được ổn định, lương thưởng thì cũng được đều. Ở cái thời điểm khó khăn chung như hiện tại thì công việc cố định vẫn làm được, đúng không ạ? Nhận lương hàng tháng thì đã là cái điều may mắn lắm rồi. Mệnh chủ cần phải trân trọng cái điều đó, nên là không phủ nhận cái công sức của bản thân. Xét về cái chuyện gia đạo thì cái chuyện tình cảm của bản mệnh trong thời gian này cũng có nhiều cái biến động, không có nhiều biến động cho lắm. Mọi người thì đều cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nhờ thế mà nhiều người tưởng chừng khó khăn
cũng có thể dễ dàng hóa giải, đúng không? Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tuất trong thời gian này lại không được tốt như mong muốn. Các bạn thường xuyên ở trong trạng thái uể oải, rất khó có thể tập trung vì hay bị đau đầu chóng mặt, sức khỏe thì nó bị giảm sút. Thưa quý vị, sức khỏe đóng một cái vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình ấy, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, đến tiền bạc. Vì thế, quý vị nên cẩn trọng, đừng để gây ra những cái ảnh hưởng không tốt đối với mình. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Nhâm Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 7 ngày cuối tháng 1 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, cái dịp cuối tháng rồi, đúng không ạ? Vẫn được cục diện là dần Ngọ Tuất nó tam hợp. Và trong năm 2024, những người tuổi Ngọ thoát được cái cục diện thái tuế năm Quý Mão, bước sang năm Giáp Thìn thì cái vận khí của những người tuổi Ngọ bắt đầu hanh thông trở lại. Và đặc biệt trong 7 ngày cuối tháng này thì cái vận khí nó lại càng là gì? Được tốt lành hơn. Thưa quý vị, chúng ta biết ấy, những người tuổi Ngọ là những người sôi nổi, hăng hái, đối xử với mọi người một cách là thẳng thắn và hào phóng, không so đo hay là tính toán với ai. Thêm vào cái bản tính ham vui, thích tụ tập nên lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè, là một người nổi tiếng với các đối tượng khác giới. Đôi khi ấy, bản mệnh lại rất nóng nảy và cố chấp quá mức, coi trọng cái tự do cá nhân nên không muốn có những cái mối quan hệ ràng buộc quá chặt chẽ. Vốn dĩ bởi những người tuổi Ngọ trời sinh số sướng khi mà phúc lớn, mệnh lớn, nhưng ở đời thì thăng trầm khó ai có thể đoán được. Vẫn có những cái thời điểm mà con giáp này chật vật phải đối mặt với những cái thách thức trong cuộc sống đặt ra. Song khó khăn đến đâu ấy, cũng không thể quật ngã được cái ý chí mạnh mẽ của những người tuổi Ngọ, bởi các bạn luôn thông minh để tìm ra cái hướng đi phù hợp với cái hoàn cảnh bế tắc của mình. Đặc biệt bước vào 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024 ấy, là cái thời điểm để cho những người tuổi Ngọ khẳng định cái vị thế của bản thân trên cái con đường công danh sự nghiệp và thu về cái lộc lá nhiều vô kể. Thì đây có thể được xem là một trong những cái thời kỳ cực kỳ là may mắn rực rỡ nhất của những người tuổi Ngọ. Được thần tài nó che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Nói chung trong thời gian này cả chính tài và thứ tài đều là gì? Vây quanh những người tuổi Ngọ. Điều đó cho thấy cái thu nhập của các bạn cũng đã gì? Có được gia tăng từ cái nhiều nguồn khác nhau. Cả công việc chính cũng như là công nghề tay trái khiến cho gì? Nhiều người phải thầm ngưỡng mộ và ganh tị. Đặc biệt trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch thì những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận tới tấp những cái tin vui trong vấn đề về tiền bạc. Tiền tài càng thêm vượng phát thì chính là nhờ cái sự kiên nhẫn và cái sự nhiệt huyết. Những người tuổi này dễ dàng chinh phục được những cái khó khăn, những cái thử thách đấy. Vậy nên mở ra nhiều cái cơ hội thu hút cái vận may về tiền bạc tài lộc. Cái nguồn thu nhập linh hoạt giúp cho các bạn luôn tự chủ về vấn đề về tài chính, không bị phụ thuộc vào những cái nguồn thu duy nhất. Nếu như mà bản mệnh có ý định bước chân vào khởi nghiệp, chỉ cần một khoản tiền kha khá là có thể dễ dàng đạt được cái ý nguyện, không cần phải lo lắng quá mức. Con giáp này cũng đạt được nhiều cái thành tích đáng nể trong cái sự nghiệp của mình. Quý nhân thì luôn song hành để kịp thời uốn nắn và chỉ cho các bạn đi đúng đường, đúng hướng. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ thì không còn u mê, mê muội và cố chấp với những cái bước đi sai lầm trong quá khứ, đã biết phân biệt đúng sai, trái phải và luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một cái sự đột phá. Dù đôi khi cường độ làm việc nó gấp gáp, kèm theo đó là cái áp lực nó dồn nén, nhưng mà cũng không thể nào làm khó được những người tuổi Ngọ. Bản mệnh biết cách để gì lên kế hoạch làm việc hợp lý, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Mọi sự thì hanh thông, công việc thì tiến triển dễ dàng. Chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản gì khoản lợi nhuận. Đấy. Thu nhập thì tăng vèo vèo, tiền bạc thì cứ rủng rỉnh trong tay. Ngoài ra, quý vị cứ tập trung vào phát triển bản thân. Thì trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch, một số những người tuổi Ngọ có thể là gì? Tận hưởng những cuộc sống an nhàn, nhà cao cửa rộng. Tiền bạc cứ hết rồi lại có, cứ vơi rồi lại đầy. Thêm nữa, lại có các tài tinh nó chiếu mệnh, nó dự báo là những người tuổi Ngọ trong thời gian này có cơ hội là phát tài. Đó.
Vậy nên quý vị hãy cố gắng nắm bắt tới cái cơ hội tốt đến với mình để gia tăng thêm cái tài sản cho mình trong thời điểm tới. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi ấy, những người tuổi ngoại cho thấy có thể là vì là ham vui, ham mê làm việc quá mà các bạn có thể là có xu hướng là bỏ bê bản thân. Một vài cái hung tinh nó cũng báo hiệu cho các bạn là gì, có những cái tai họa bất ngờ. Do đó, các bạn cũng cần phải cẩn trọng trong công việc. Khi xuất hành đi xa cũng cần phải ưu tiên đảm bảo an toàn. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 3 con giáp may mắn nhất trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Và trong 7 ngày cuối tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ có 3 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Tuất, 3 tuổi Ngọ. Đó là 3 con giáp may mắn được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.